Hoa hậu Ngọc Châu lộn mèo ở sân bay khi đón Kim Diên về nước. Màn chiều fan bất chấp hình tượng của tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu khiến dân mạng ngỡ ngàng. Sau khi giành được vị trí Á hậu 2 tại cuộc thi Miss Supreme National 2022 cũng như tranh thủ du lịch vài ngày ở châu Âu, Á hậu Kim Diên đã về Việt Nam vào sáng ngày 25 tháng 7. Đón cô ở sân bay là người hâm mộ cùng CEO Bảo Hoàng, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu và Á hậu Hỷ Tiên. Tuy nhiên, spotlight trong lúc chờ đợi Kim Diên đáp chuyến bay xuống lại thuộc về Ngọc Châu khi cô quyết định thực hiện lời hứa với fan là lộn mèo ngay tại sân bay. Mặc bộ suit cam, nổi bật, da đi dài cao gót, nhưng Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 không ngần ngại làm trò ở sân bay. Màn lộn mèo hú hồn của Ngọc Châu được rất nhiều fan ghi lại. Được biết, cú lộn mèo này là lời hứa của Ngọc Châu sẽ mừng chiến thắng tại sân bay nếu Kim Diên được xướng tên cho vị trí top 3 chung cuộc ở Hoa hậu siêu quốc gia 2022. Độ quậy của Ngọc Châu khiến nhiều fan ngỡ ngàng ngơ ngác ngã ngửa. Một bộ phận fan cảm thấy thích thú vì thái độ nói là làm của Ngọc Châu, nhưng cũng có không ít người cho rằng một Hoa hậu mà lộn mèo ở sân bay thì có phần hơi lố.